Mình không mang cái gì ra này à? Càng quá. Ôi. Thế nào, nó ngấm vào cái tí đã. Rồi, ngấm ra đi à? Ừ. Thấy chưa nhá? Ui ôi. Đấy. Bác ơi, mở ra đi cho anh ơi. Anh nhảy đi. Mở đi, mở vã ra đi. Mở đi. Thái hết rồi gì nữa. Ôi, nhìn nào đấy. Ôi, sao to thế? Sao to đẹp trai. Muối mì chưa nhá, thơm nhá. Con kia hơi nhỏ đấy, hơi mỏng đấy. Không, muối mì thôi mà. Nhá. Ui giời. Đấy này, đấy này, đấy này. Nhanh 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 nhanh. À, thiên. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Lâu em có cả sơn để một bên bọc tớ ta. Mới một con à? Ôi, trời ngọt thế. Cái này xuống rồi, cái này ngọt quá. Ôi, sao họ khắc mắc này, con bé này sao thường nhìn thế nhỉ? Nhân đó. Tôi mời tất cả mọi người nhá. Sảy nó cảm giác. Đúng rồi. 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 Ăn một miếng là gì nè. Chưa đủ đúng không? Thảo ơi, bạn biết rồi. Mình muốn cởi đi đây. Ngon không các anh? Ngon lên rồi nhá. Đấy. Cái tải thế quá. Bơ cơ ạ. Căng thế. Dài quá nhỉ. Dài chứ không? Dài là xấu rồi. Dài. Rồi dài. Bỏ hết vụ ăn lên. Dỗ. Còn rắn, rắn à? Mà chắc là rắn mật đúng không? Ừ. Thế như còn là mật, còn ăn bịa nữa. Vâng. Thì rắn nữa rồi. Vừa hám rượu rồi. Vừa hám rượu rồi. Vừa hám rượu rồi luôn đi. Vừa hám trước nhá. Hám rượu xuống đây đi. Mời tất cả anh em nhá. Đầu nói cháu là sau rồi cho anh ạ. À, cháu cắt phần đuôi. Đuôi à? Rồi đi. Cái này nó mới tơ chứ. Thôi mời tất cả anh em nhá. Ôi ngồi. Con này dài lắm. Con này như sinh 85 83 hơn đấy. Con kia này hơn nhiều là kém đi. Mình dài lắm nhưng mà mình không dài bằng này đâu. Con này dài xuống mà. Nào ăn đi. Mạnh bây giờ thôi. Đúng lắm. Con của mình đâu nè, nước ở đâu đấy? Đúng rồi, đây rồi. Hoa ban làm cái gì như thế đấy?